Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng quay trở lại với kênh Aquarium Melody của mình ngày hôm nay. Những ngày nắng nóng này không thể nào chịu được các bạn ạ. Thì không muốn xuất hiện trong chiếc mũ lưỡi chai này đâu, nhưng mà thực ra là mình cũng chuẩn bị đi tập gym, lên phòng tập, cho nên quyết định đội cái mũ này vào như này. Vậy chắc hẳn là mọi người nhìn thấy không gian xung quanh đây có một chút gì đấy khác lạ so với mọi khi, đúng không? Trước đây thì mình hay quay video clip ở một không gian khác. Thực tế đó là bên nhà chị gái mình. Tuy nhiên thì mùa hè nóng quá cái nó mình không thể nào chịu được, và gần như là cái sức nóng của mùa hè nó ngăn chặn hết tất cả các cảm xúc của mình luôn đấy. Cho nên đã quyết định chuyển cái không gian và đại bản doanh mới của mình lên trên sân thượng của nhà mình. Vì thế mà các bạn nhìn xung quanh đây có một chút gì đấy nó khác so với mọi khi. Ok, và cũng không để mất thời gian của mọi người nữa, mình sẽ giới thiệu qua xung quanh cái không gian mới của mình cho các bạn xem là có cái gì đặc biệt nhá. Ok. Thực ra thì đây là một không gian cũng khá là nhỏ hẹp và cũng không có một chút gì đặc biệt như mình nói. Nhưng mà đó là một không gian mình hy vọng là sẽ có rất nhiều cảm xúc ở đây. Nó gần như một cái sân phơi của mình vậy các bạn ạ. Đấy. Tuy nhiên là bà xã cũng mới tậu về cho mình một ít cây, các bạn có thể nhìn thấy xem, khá là bắt mắt đúng không ạ? Nó sẽ tô điểm được không gian trên này của mình, chắc chắn là sẽ gia tăng nhiều cảm xúc hơn. Bên này sẽ có một cây nữa, và chúng mình sẽ dự định là sẽ trồng cái cây này. Ok, còn bên này là cái bàn layout của mình. Mình thường xuyên sẽ setup các cái bố cục ở đây, rất là thuận tiện. Ở phía dưới còn có vòi nước nữa. Ở bên này thì có một cái cây, không biết cây là cây gì luôn, nhưng mà khá là đẹp đó. Và đặc biệt là ở đây đó, trên này mình còn có một cái bể xốp dài 1,2 m như thế này, và sắp tới đây mình sẽ cải tạo nó các bạn ạ, thành một không gian mới. Trước đây nó khá là đẹp và bắt mắt, tụi trẻ con nhà mình nó rất thích lên đây để chơi đùa lũ cá trên này. Nắng nóng tuy nhiên nó vẫn có cá các bạn ạ. Và sắp tới mình sẽ làm một bầy mún và bình tích ở đây. Mình sẽ cải tạo lại cái bể 12 này thành một không gian mới để cho tụi trẻ con nó nô nghịch ở trên này. Khá là tuyệt đúng không ạ? Ok, còn sang bên này là một số các cái mẫu đá mà mình đã lấy về sẵn để có thể thuận tiện hơn cho cái việc setup và sử dụng cho các cái bố cục layout của mình. Đó. Wow, cục tạ này gì xét hết rồi. Bởi vì thực tế bây giờ là mình lên phòng tập chứ mình cũng không có tập ở nhà nữa. Đó. Phía bên này thì là một số các cái dây xương chùm này, một số các cái lũa đá, cái khúc lũa mà mình sẽ sử dụng thường xuyên thôi. Ok, sơ một chút như vậy thôi nhỉ. Còn quay trở lại vấn đề chính của ngày hôm nay nhé. Hôm nay mình sẽ thực hiện một bố cục rừng khác và sẽ làm quay video clip lại cho các bạn xem. Ok, let's go. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 나만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본